Nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán bệnh qua hình ảnh, Bệnh viện Hồng Ngọc Mỹ Đình đã đầu tư hệ thống máy móc đồng bộ tiên tiến từ GE Healthcare, hãng cung cấp thiết bị y tế hàng đầu thế giới. Máy siêu âm Volution E8 sử dụng công nghệ HD Live tạo ra nhiều nguồn sáng khác nhau, làm nổi bật cấu trúc rất nhỏ bên trong cơ thể, cho hình ảnh chân thật, giúp chẩn đoán đa thai, phát hiện dị tật từ giai đoạn sớm. Máy chụp CT 128 lát cắt tái tạo hình ảnh 3D rõ nét, kể cả các mô mềm, tích hợp tính năng chống nhiễu, nhận diện hình ảnh độ tương phản thấp, tự động phân tích tổn thương nhỏ tới 0,28mm, thiết bị phát huy hiệu quả cao trong chẩn đoán bệnh lý tim mạch, thần kinh, theo dõi tiến triển ung thư. Công nghệ điều chỉnh liều tiên tự động theo vùng chụp và cân nặng, an toàn cho trẻ nhỏ. Máy chụp cộng hưởng từ MRI 1.5 Tesla sở hữu bộ xử lý hình ảnh đã được nâng cấp cho phim chụp chất lượng cao, giúp phát hiện tổn thương rất nhỏ ở hệ thống thần kinh, vùng bụng, cơ xương khớp.